Chào họ, chào các bạn. Hôm nay, kênh tiếng Trung Chinese for Everybody sẽ hướng dẫn các bạn học một số từ vựng mới ở trong file giáo trình HSK3, giáo trình chuẩn. Bài số 15, đi sử ủ hơ. Chỉ tha tô mấy sầm ở quân thí. Trong bài học này, các bạn sẽ có một số từ vựng mới như sau. Chế rư, liễu xuế sân, chế đào, sư chế, sang quảng, hỡ xin vấn. Từ vựng đầu tiên, chế rư, sư cái miễng sử. Từ vựng này có nghĩa là ngày lễ, ngày hội hoặc lễ hội. Mình giới thiệu với các bạn một cách kết hợp từ rất thường hay gặp, đó là từ chế rư chi phân, là không khí ngày hội. Nếu tạo thành một câu dài hơn thì các bạn có thể đặt câu như sau: chế rư chi phân phì chẳng rư nào. Không khí ngày lễ vô cùng náo nhiệt. Một cách kết hợp từ vựng khác đó là truyền thống chế rư. Từ chế rư khi kết hợp với từ truyền thống thì có nghĩa là lễ hội truyền thống. Ở đây mình có câu ví dụ như sau. Đối với người Việt Nam nói, Xuân Chế chính là một năm lễ quan trọng nhất của truyền thống lễ hội. Có nghĩa là đối với người Việt Nam, Tết âm lịch là lễ hội truyền thống quan trọng nhất trong năm. Từ vựng thứ hai là từ liễu xuế sân. Liễu xuế sân là một cái miễn từ, có nghĩa là du học sinh. Na wo men you zhe ge li ru o. Zai Beijing xue xi de wai guo liễu xuế sân lai zi shi jie ge di. Câu này có thể dịch như sau: sinh viên nước ngoài học tập tại Bắc Kinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Như thế các bạn có thể dễ dàng chú ý ngay đến cụm từ màu xanh lá được mình tô màu ở đây. Cụm từ này chính là sư chia cơ ti. Thông qua câu ví dụ này, các bạn lại có thể học thêm một cụm từ mới, đó chính là từ khắp nơi trên thế giới. Từ vựng thứ ba là từ chia tao. Chia tao giả sư miễn sứ. Ta tại ý sử sư đường phố. Thẻo sư chia tao tờ liền sứ. Trời thẻo chia tao yêu hoan, yêu trứ. Con đường này vừa rộng, vừa thẳng. Một số cách kết hợp từ vựng khác mà mình gợi ý ở đây khi các bạn đề cập đến chia tàu, thì thứ nhất các bạn có thể gặp trong bài thi đó là từ trại. Trại sư xiến rũng xứ, có nghĩa là hẹp. Nà chia tàu bù bình á. Chia tàu bù bình tức là con đường không bằng phẳng. Một cách kết hợp từ vựng khác chính là cụm từ chỉ mạn là rảnh chuyển. Khi các bạn đề cập đến chỉ mạn là rảnh chuyển, có nghĩa là đông người. Sai mạn là chưa liang. Sai ở đây có nghĩa là đậu á các bạn. Sai mạn là chưa liang. Chưa liang có nghĩa là xe cộ hoặc phương tiện nói chung. Như vậy thì nếu mà một con đường chia tàu mà sai mạn là chưa liang thì có nghĩa là con đường đó đậu đầy xe cộ. Từ vựng thứ tư là một từ vựng mà các bạn rất thường hay gặp. Từ sang quảng. Sang quảng là động từ, có nghĩa là lên mạng. Vậy thì lên mạng thường thường chúng mình sẽ làm gì nè? Lên mạng tra tài liệu thì sẽ là sang quảng trả tư liệu. Chúng mình sẽ có một hình thức khác rất phổ biến hiện nay, đó là sang quảng câu u, nghĩa là lên mạng mua sắm, hoặc có thể dịch là mua sắm trực tuyến. Là xuế sơn dài xuế xeo xuế xí hớ sang quảng khơ nả cơ xeo của họ. Đây là một câu hỏi mà rất có khả năng sẽ được ra trong đề thi. Nà nì mình đâu chứ to là dây chinh dây bình chính tờ chính khoang xa. Thì các bạn đều đã biết rằng dưới ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trong thời gian gần đây, thì câu hỏi là học tại trường hay là lớp học trực tuyến thì hình thức nào có hiệu quả tốt hơn? Đối với dạng câu hỏi này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để trả lời như sau. Ở phần mở bài thì các bạn sẽ nêu rõ ràng quan điểm chính của mấy bạn. Sang quảng khơ tờ xeo của khẩn tiên sư mấy dầu tại xuế xeo sang khơ tờ xeo của họ. Vậy thì trong câu này, ý nghĩa của câu này là hiệu ứng của lớp học trực tuyến chắc chắn không tốt bằng hiệu quả của lớp học trong trường. Như vậy thì mình đã khẳng định là hình thức mà mình lựa chọn cảm thấy tốt hơn đó chính là 在学校上课.
Cái thứ hai là mấy bạn có thể nhìn thấy ngay, ở trong câu mở bài này mình đã vận dụng được điển ngữ pháp phủ định của so sánh dùng hình thức là mỹ dậu. Các luận điểm chính ở phần thân bài mà mình sẽ tiếp tục nêu ra đó là Sư, lão sư khu chính chủ, xuế sân, dậu, mỹ dậu, dài thiên. Thì sau khi mình nêu ra cái câu luận điểm chính này, mình có thể tiếp tục triển khai các luận cứ nhỏ ở bên trong hoặc cho ví dụ ra. Câu này có nghĩa là giáo viên không biết liệu học sinh có đang lắng nghe hay là không. Luận điểm chính thứ hai mình sẽ nêu ra đó là xuế sân tờ chú y li, phụ nợ câu khẩn họ tờ chỉ trung. Học sinh không có khả năng tập trung tốt. Cũng tiếp tục như vậy, mình có thể sẽ đưa ra các luận cứ tiếp theo hoặc các ví dụ tiếp theo trong khoảng thời gian cho phép. Và cuối cùng khi mình cảm thấy còn khoảng 15 đến 20 giây là sẽ kết thúc thời gian để trả lời, thì mình sẽ đưa ra câu kết luận. Câu kết luận này, mình sẽ một lần nữa khẳng định lại quan điểm chung của toàn bài. Và mình dùng từ tụng trư để giám khảo nghe tới đây họ sẽ biết là mình đang nói tới phần kết bài. Na tụng trư sang quảng khơ tờ xiao của khẩn tinh sư mấy dầu tại xuế xiao sang khơ tờ xiao của họ. Trong câu kết bài này mình cũng vận dụng y như câu mà phần mở bài mình đã nêu ra. Đây cũng là một ví dụ để mấy bạn có thể hiểu rõ hơn là khi chúng mình vào phòng thi nói thì có khả năng chúng mình sẽ rất là run, sẽ không nghĩ ra được nhiều cái cách để mà có thể trả lời. Như vậy thì trong trường hợp chúng mình rất là luống cuống bối rối thì chúng mình hoàn toàn có thể sử dụng lại cái câu mà ban đầu chúng mình đã nói ở phần mở bài để đưa vào câu kết bài này lặp lại một lần nữa. Và chúng mình thêm cái từ tụng trư vào đằng trước thôi. Thì như vậy giám khảo vẫn có thể nhận xét rằng bạn đã chia bài nói ra làm bố cục 3 phần rất rõ ràng và từ đó cho điểm bạn ở phần bố cục. Còn về cách triển khai thì có thể bạn nên học thêm một số cái mẫu câu khác để khi đưa vào phần thi nói sẽ nói được nhiều cách hơn, biến hóa linh hoạt hơn. Câu hỏi mở rộng mà mình đặt ra ở đây. Tại gia sang quảng khơ và tại xuế xiao sang xuế có sở mà chuy bía? Sự khác biệt giữa học trực tuyến ở nhà và học ở trường là gì? Các bạn có thể dựa trên sườn bài mẫu mà khi nãy mình gợi ý để tập trả lời cho câu hỏi mở rộng này và tập phản xạ thật nhanh để khi các bạn gặp bất cứ câu hỏi nào cũng có thể linh hoạt ứng phó được. Chúc các bạn học tốt và thi tốt nhé! 再见!